Gia mến chào cô chú và anh chị luôn ạ. Thì hôm nay bên em làm clip giới thiệu đến với cả nhà mình một số cây xứ hạt lai tạo ha. Và em xin chia sẻ thêm là cái hàng này gửi đi là hai cây trở lên em mới gửi nha. Mình có cây số 1. Hoa nó 3 lớp ha. Nó nở ra mới một lớp, còn hai lớp nó chưa bung ra hết nè. Màu sắc như hình luôn. Cây mình chiều cao là 3 gang tay mình ạ. Phân tàn phía dưới ra được là 5 tượng. Giá nó là 100.000. Đây là xứ hạt lai tạo ha. Rồi số 2. Mình có cây số 2. Hoa 3 lớp luôn. Nền màu vàng cam nha. Có cái sọc. Cây mình phân tàn ra phía dưới gốc là được 6 cái tượng nè. Và một ngọn chính nữa nè. Rồi cây này thì chiều cao nó là khoảng 35 cm, củ to tầm bằng cái chén, giá 150.000. Số 3 là một cây hoa 5 cánh. Cái hoa này nay nó nở 4 ngày rồi nè. Rồi giá cho cây hoa này là 100.000. Chiều cao nó là khoảng 35 cm. Số 3, một cây hoa 2 lớp. Nền nó trắng nha, nền trắng sọc tím. Điểm nhấn nó là cái sọc to chạy chính giữa cánh. Chiều cao của cây là khoảng 25 cm. Cây này thì nó bị chạy cái nó bị cái sẹo đây nè. Cái sẹo nó đã lành rồi ạ. Rồi cây này là giá 100.000. Số 4 là em có một lô nha. Một lô 5 cây. 5 cây trong đó có một cây hoa 2 lớp. 5 cây là giá 200.000. 4 cây 5 cánh, 1 cây 2 lớp. Rồi cây hoa 5 cánh đầu tiên. Đỏ họng vàng nha. Chiều cao nó khoảng 40 cm, khoảng 4 tấc á. Phân tàn phía dưới một tựa cũ. Rồi với cây lô số 4 nữa, hoa 5 cánh luôn. Rồi tiếp lô số 4, cây hoa này 2 lớp. Chiều cao của cây là khoảng 30 cm. Rồi tiếp là số 4, cây hoa 5 cánh. Rồi tiếp là số 4 nữa nha, cây cuối. Rồi lô này là mình có là 2, 4, 5 cây, 200.000. Tới lô số 5. Lô số 5 này là 7 cây 200 ha. 7 cây, trong đó có 2 cây hoa 2 lớp. Rồi, cây hoa 5 cánh đầu. Chiều cao nó là 2 gang tay mình. Rồi, tiếp cây 5 cánh nữa, màu đỏ. Rồi, một cây 5 cánh nữa ha. Lô này là 7 cây, 200.000. Rồi, cây này 5 cánh, nền trắng, cánh viền tím nha. Có cái sọc giữa cánh hoa. Nở một hoa còn một chùm nụ nè. Củ này thì hình như dáng nằm. Rồi tiếp 5 cánh nữa. Nền trắng, cái sọc đỏ, họng vàng. Rồi tiếp lô số 5 nữa nè. Còn hoa 2 lớp nè. Cây này phân tàn phía dưới đây 2 tượng. Rồi tiếp lô số 5. Cây hoa 2 lớp luôn. Rồi lô này là 7 cây 200.000. Lô số 6. Lô số 6 mình có 6 cây 200 nha. 6 cây 200 trong đó có là 4 cây 5 cánh và 2 cây hoa 2 lớp. Rồi, cây 5 cánh đầu tiên. Nền trắng. Chiều cao của nó là khoảng 35 cm. Phân tàn 3 nhánh. Rồi,
Tiếp lô số 6, hoa 2 lớp. Rồi, lô số 6 nữa, hoa 5 cánh nè. Màu vàng nhã. Có sọc. Rồi, tiếp lô số 6, cây này có phân tàn ra nhìn khá là tuyệt vời luôn nè. Cái bầu tàn của nó ở dưới nè. Phân nhánh chi ra rất là nhiều. Hoa 5 cánh nha, nền trắng sọc hồng. Rồi, tiếp cây hoa 5 cánh nữa của lô số 6. Cây này thì dạng mini. Rồi, tiếp lô số 6 cây cuối nè, cây này cũ nó to tầm bằng cái chén luôn. Hoa của nó hai lớp, màu hồng nha. Phía trong hoa lòng cánh nó thì có màu trắng. Rồi, lô số 6 này là 6 cây 200 ngàn. Rồi, em cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi em ạ. Em cảm ơn rất là nhiều.